Bữa nay cái vườn của mình đầy đủ, là cái chậu rau răm, cây kim tiền của mình bữa nay lớn lên, mọc ra được nhánh rồi nè. Bữa nay là rau lan của mình nè, dăm được mấy bữa nó lên rồi nè. Cây đậu bắp, cây dưa leo, hành lên. Cái này là cây cà, mỗi ngày nó mới lên nè. Mùng tơi cũng lớn vậy rồi nè, tía tô cũng lớn nè, rau dền cũng lớn nè. Cái hồng của mình bữa nay nở bông tét lét rồi nè. Bên này hai chậu đồng tiền, hành lá, cải xanh, rau spinach bên này lớn rồi nè. Salad bên chậu kia cũng lớn mà salad kỳ quá, salad gì mà dài thọt cái mì cỏ không biết hả. Cái dưa hấu nè, bữa nay là vườn mình đầy đủ hết rồi đó. Ớt, chanh, húng quế, húng lủi, cà chua, xanh mướt hết trơn rồi. À, bữa chắc nó cao lên tới đầu không biết chỗ đâu mà chưa. Trời nó trồng tới đâu vậy, tới đó đi. Cái cà chua bi nè, quá trời trái. Giờ chỉ chăm sóc thôi chứ còn vườn đầy đủ rồi đó. Tiền xin chưa? Cặp hết cái ban công rồi. Hôm nay hoa hồng xíu muội cũng nở banh chành. Tắc lét hết rồi. Mắc cười nhất cái rau răm có tên là Thúy Liễu mà ghê vậy. Cắm được mấy bữa bữa nay lên xanh rồi. Rồi cưng cái dừa dừa leo quá, bữa nay lớn lớn như thổi. Salad gì không? Salad cọng dài đó mà nó nhỏ đó, nó y như cỏ vậy. Mấy cái hột nứt lên trên đầu à. Kia là cái viện dưỡng lão đó, ngày nào đó đẹp trời rồi cũng sẽ về bên kia ở. Trời đẹp quá. Ừ. Sao mà không nói gì mà bắt cho cái vàng để treo cà chua à, vậy hỏi sao vợ không mua đồ chưng thêm tập hư không. Cái cà chua bi bông quá trời bông, bông bao nhiêu là trái bấy nhiêu đó. Sao cái trái dưới chín vậy ta, chưa thấy bằng vàng rồi. Chưa chưa có chín còn xanh lè rồi. Xanh lắm
bự tổ chảng nằm cái đống ở dưới á. Quá trời luôn. Hình như nó hơi bị khô, đất nó hơi bị khô, cái chút tưới chứ. Này cũng nghe nè, trái nấp ở dưới á.